mừng các bạn đã đến với kênh review sản phẩm của cửa hàng DIY Home Depot. Và sản phẩm ngày hôm nay chúng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là máy cưa gỗ Makita 5806B. Đây là dòng máy cưa được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, sử dụng cho những công việc cắt gỗ mang lại hiệu quả cao trong việc. Với thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng nên được người sử dụng rất ưa chuộng. Dòng sản phẩm này bao gồm một máy cưa và một cây đỡ cố định trên khi cắt miếng gỗ. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số chi tiết về thông số của máy. Dòng sản phẩm này có trọng lượng nhẹ khoảng 3.4 kg, đường kính lưỡi là 185 mm, dây dẫn điện dài 2.5 mét, tốc độ không phải của máy là 4.700 vòng trong 1 phút, tổng chiều dài của máy là 282 mm. Máy có thể cắt được ở nhiều góc độ khác nhau, từ 0 tới 45 độ, ở góc thẳng 0 độ có khả năng cắt là 66 mm, ở góc nghiêng 45 độ thì khả năng cắt là 44 mm. Máy được trang bị công suất là 1050W, rất mạnh mẽ và tiện dụng cho công việc sử dụng trong các công xưởng hoặc đi các công trình. Sản phẩm này được thiết kế có trọng lượng nhẹ và độ bền tuyệt đối, khả năng chịu nhiệt và sự mài mòn trong suốt quá trình sử dụng tối ưu vì được chất liệu cao cấp, sản xuất từ chất liệu cao cấp của Nhật Bản. Cái sản phẩm được trang bị được thiết kế với lớp hợp kim chống rỉ sét, có thể hoạt động tốt ở các môi trường thường xuyên với điều kiện ẩm ướt, đang chống biến dạng khi bị các tác động mạnh, giúp bạn yên tâm sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài mà không có vấn đề hư hỏng thường gặp như một số dòng sản phẩm khác trên thị trường. Chiếc máy cưa đĩa này được trang bị tốc độ không tải là 4.700 vòng trên phút cùng lưỡi cưa sắc bén, cung cấp khả năng hoạt động mạnh mẽ tối ưu trong việc cưa các tấm gỗ kim loại nhanh chóng. Với công suất 1050W thì máy cưa Makita có khả năng hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Bạn có thể đáp ứng các nhu cầu cưa nhiều loại gỗ khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn cũng có thể cưa một số loại gỗ lớn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn một số thao tác với máy. Phần bọc lưỡi đảm bảo an toàn, nó điều chỉnh từ 0 tới 45 độ. Các bạn có thể lắp thanh dẫn để kẹp vào các tấm gỗ khi làm việc thì vẫn chế độ chính xác cao. Sản phẩm này hiện nay được cung cấp tại các cửa hàng của DIY Home Depot. Các bạn có thể truy cập website diyhomedepot.vn để xem những thông tin cũng như thông số của máy, hoặc liên hệ tới các số hotline đã được đội ngũ nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Các bạn cũng có thể để lại comment dưới video này để đội ngũ nhân viên có thể hỗ trợ bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo.